Chào mừng quý vị đã tiếp tục đến với Cà phê Sài Gòn. Thưa quý vị, do trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư tài chính tại Ngân hàng Đông Á, Đông Á Bank và Công ty Cổ phần Địa ốc Đông Á, Đông Á Land, lợi nhuận kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận P&J đã giảm mạnh dù mảng kinh doanh cốt lõi tăng trưởng khá ấn tượng. Tại đại hội cổ đông thường niên của P&J diễn ra cuối tuần qua, bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Tổng Giám đốc P&J cho biết, năm 2015, doanh thu của công ty này đạt gần 7.700 tỷ đồng, tăng gần 7% so với năm 2014. Trong đó, doanh thu mảng kinh doanh cốt lõi là trang sức đạt hơn 6.150 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do phải trích lập dự phòng 311 tỷ đồng cho khoản đầu tư 395 tỷ đồng tại Đông Á Bank và 30 tỷ đồng cho khoản đầu tư 92 tỷ đồng tại Đông Á Land, tính đến cuối năm 2015, nên lợi nhuận trước thuế của P&J giảm mạnh, còn khoảng 200 tỷ đồng. Giảm 39% so với năm 2014 và chỉ bằng 53% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 160 tỷ đồng, cũng giảm ở mức tương tự so với cùng kỳ. Theo bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc P&J, sự cố của Ngân hàng Đông Á trong năm qua đặt P&J vào tình huống khó khăn. Tuy nhiên, với sự tăng trưởng của mảng kinh doanh cốt lõi là trang sức, P&J đã trích lập đầy đủ dự phòng và vượt qua khó khăn. Năm nay cái là chính sở dĩ cái lợi nhuận chúng tôi nó giảm hơn năm rồi, lợi nhuận sau thuế nó giảm là vì do khoản trích lập dự phòng. Và chúng tôi đã trích lập rất là lớn như vậy mà vẫn đạt được cái lợi nhuận đó. Thì trong năm 2016 thì chúng tôi chỉ còn khoảng 80 mấy tỷ khoản đầu tư ở ngân hàng Đông Á thôi. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục trích lập. Và sau khi trích lập dự phòng như trong kết quả quý 1 thì chúng tôi đã trích lập xong rồi. Hôm nay thì có thể công bố được chúng tôi đã trích lập xong cái khoản đó rồi. Thì chúng tôi cũng vẫn còn đạt được cái tỷ lợi nhuận vượt được 4% so với lại lợi nhuận cùng kỳ. Năm 2016, P&J đặt mục tiêu kế hoạch doanh thu đạt hơn 8.700 tỷ đồng, tăng 14%, lợi nhuận sau thuế đạt 361 tỷ đồng, tăng 226% so với năm 2015. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 18%. Công ty cũng sẽ tiếp tục trích lập dự phòng 114 tỷ đồng cho các khoản đầu tư tại Đông Á Bank và Đông Á Land. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn năm 2016 và 2020, thành phố sẽ có 89 dự án thuộc lĩnh vực y tế được đầu tư. Tổng số vốn hơn 21.600 tỷ đồng. Trong giai đoạn 5 năm, tức từ năm nay đến năm 2020, sẽ có 89 dự án lĩnh vực y tế tại thành phố Hồ Chí Minh được đầu tư tổng mức vốn lên đến 21.600 tỷ đồng. Các dự án trong kế hoạch đầu tư này bao gồm đào tạo nhân lực cho ngành, xây bệnh viện ở cửa ngõ, các cơ sở y tế quận huyện và nâng cấp các bệnh viện tuyến thành phố. Mới đây, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công xây dựng thêm bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh tại huyện Bình Chánh. Trong thời gian tới, các dự án bệnh viện ung bướu cơ sở 2 tại quận 9, dự án mở rộng bệnh viện quận 2, xây cơ sở 2 của bệnh viện quận nhất và các quận khác sẽ được thành phố thực hiện xây dựng. Ngoài chi ngân sách đầu tư cho cơ sở y tế công, thành phố cũng đã chấp thuận cho tư nhân tham gia đầu tư xây dựng bệnh viện theo hình thức hợp tác đối tác công tư. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các cơ quan liên quan sớm hoàn tất thi công các hạng mục còn lại của dự án Bệnh viện Nhi đồng thành phố tại khu y tế Tân Kiên, huyện Bình Chánh để có thể đưa bệnh viện này vào hoạt động vào cuối năm 2016. Cũng theo yêu cầu của Ủy ban, Sở Y tế và các đơn vị liên quan cũng cần chuẩn bị nguồn nhân lực để có thể phục vụ cho hoạt động của bệnh viện ngay khi công tác xây dựng được hoàn tất. Cũng tại huyện Bình Chánh, thành phố sẽ triển khai xây dựng dự án bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Thành phố cũng yêu cầu huyện Bình Chánh và các đơn vị liên quan hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho nhà đầu tư trước tháng 6 tới đây. Xin được chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị. Vụ lừa đảo bán hàng đa cấp gần đây của công ty liên kết Việt làm dấy lên lo ngại trong dư luận về các hình thức biến tướng của kinh doanh đa cấp hiện nay. Vì sao Việt Nam có pháp luật quản lý hoạt động này nhưng kinh doanh đa cấp lừa đảo vẫn có đất hoạt động? Và những người tham gia vào mạng lưới của doanh nghiệp kinh doanh đa cấp phạm luật liệu có đòi được quyền lợi của mình hay không? Xung quanh vấn đề này, phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Châu Huy Quang, là luật sư điều hành của công ty luật Raza và Tân. LCT Lawyers, mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Thưa ông, thì gần đây thì các cái vụ lừa đảo liên quan đến kinh doanh đa cấp như là liên kết Việt thì thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Câu hỏi chúng tôi muốn đặt ra ở đây là theo ông thì vì sao các cái hoạt động kinh doanh đa cấp thì lại có cơ hội biến tướng ở thị trường Việt Nam? Do là chúng ta có cái lỗ hổng về pháp luật hay là việc mà thực thi pháp luật trong kiểm tra, giám sát các hoạt động này thì hiện nay có vấn đề? Tôi nghĩ có ba cái nguyên nhân chính dẫn đến việc là mất kiểm soát trong cái lĩnh vực về bán hàng đa cấp hiện nay của Việt Nam. Thứ nhất là cái nguyên nhân về pháp luật.
Như chúng ta đã biết rằng là cái hoạt động bán hàng đa cấp ở Việt Nam thì cũng đã tồn tại trên dưới 15 năm nay rồi. Tuy nhiên là luật đầu tiên mà Việt Nam có một cái văn bản pháp luật đầu tiên điều chỉnh về lĩnh vực này là cái luật cạnh tranh năm 2004. Thì trong luật cạnh tranh năm 2004 mới có một cái khái niệm về bán hàng đa cấp là gì. Nhưng mà từ năm 2004 cho đến mãi gần 10 năm sau đó, tức là năm 2014, thì chính phủ mới có nghị định 42 hiện nay, mà theo tôi nghĩ là nghị định 42 là một trong những nghị định khá hoàn chỉnh điều chỉnh cái lĩnh vực về bán hàng đa cấp. Trong một cái khoảng thời gian trên dưới 10 năm, chúng ta có rất ít văn bản điều chỉnh về lĩnh vực này, dẫn đến là cái việc là cái mô hình này nó phát triển một cách tự phát. Vấn đề thứ hai là công tác tuyên truyền cho người tiêu dùng, cho những hội viên như thế nào, nhận thức như thế nào là thế nào là bán hàng đa cấp hợp pháp, thế nào là bất chính, thế nào là có những hành vi có dấu hiệu vi phạm, lạm dụng cái mô hình này để mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hội viên. Thì hầu hết là công tác tuyên truyền chúng ta bỏ ngỏ cái việc đó. Chế tài cho những cái hoạt động vi phạm trong lĩnh vực bán hàng đa cấp cũng không cao. Hiện nay những cái mức phạt ví dụ như 100 triệu, 200 triệu cho những cái hành vi bán hàng đa cấp lôi kéo tiêu dùng người tiêu dùng. Hiện nay theo tôi hiểu rằng so với cái mức độ ảnh hưởng, cái quy mô của một doanh nghiệp bán hàng đa cấp thì những cái chế tài về xử phạt, về hành chính, về tài chính như vậy là tương đối nhẹ. Trong trường hợp một số công ty đa cấp bị rút giấy phép thì ông nghĩ rằng là người tiêu dùng, những người tham gia vào cái mạng lưới đa cấp họ có thể đòi được cái quyền lợi của mình hay không, và họ phải tiến hành những cái thủ tục như thế nào? Nếu mà có một cái vụ kiện tranh chấp phát sinh đòi bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chống lại một cái công ty bán hàng đa cấp như trường hợp của Liên Kết Việt, thì người ta cũng chỉ xử lý được trong cái tài sản hiện hữu, cái tiền ký quỹ hiện hữu mà Liên Kết Việt có mà thôi. Do vậy là tôi nghĩ là tùy cái quy mô của cái doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tiêu dùng có thể làm gì trong trường hợp mà cái quyền lợi của mình xâm phạm. Thì hiện nay luật cũng cho phép, nghị định 42 cũng cho phép rằng là người tiêu dùng có quyền trả lại hàng, mua hàng và có thời hạn trả lại hàng nếu không dùng hàng, và cái doanh nghiệp bán hàng đa cấp họ có trách nhiệm phải hoàn trả lại tiền. Cái đó là cái quyền lợi của người tiêu dùng. Và người tiêu dùng cũng có quyền hiện nay là cho phép là khởi kiện các doanh nghiệp bán hàng đa cấp ra tòa, hệ thống tòa án dân sự thương mại kinh tế của Việt Nam để mà yêu cầu doanh nghiệp bán hàng đa cấp bồi thường nếu có thiệt hại. Nói cụ thể hơn với cái trường hợp của Liên Kết Việt thì ông nghĩ là gần 45.000 người, thậm chí là có thể nói là tới 60.000 người tham gia vào mạng lưới này, và có những người đang điêu đứng vì cái hậu quả mà cái công ty này đã gây ra. Liệu rằng là họ có đòi được cái quyền lợi của họ theo luật quy định hay không, trong cái điều kiện là như chúng ta biết là thông tin trên các phương tiện truyền thông là cái số tiền mà họ đóng góp là gần như là đã bốc hơi rồi. Tôi nghĩ là về mặt quy định của pháp luật thì là cái cơ hội cho người tiêu dùng, người hội viên vẫn có. Nhưng mà thực tế đó, những vụ việc vậy để mà xem xét trách nhiệm dân sự thôi, khía cạnh dân sự của cái Liên Kết Việt để bồi hoàn được cho 45.000 hội viên hay 60.000 hội viên, những người mà đã từng đặt cọc ký quỹ số tiền trên dưới 10 triệu đồng và đăng ký mua mã sản phẩm của doanh nghiệp này, thì tôi nghĩ cái chuyện đó trong thực tế là rất rất là khó, rất là không khả thi. Đó lý do tại sao là đối với những cái hành vi hoạt động, mô hình hoạt động như Liên Kết Việt thì không chỉ Việt Nam, nhiều nước phát triển trên thế giới cũng cấm luôn chứ không phải là hạn chế. Ví dụ New Zealand là cấm luôn, Singapore là họ phạt nặng 200.000 đô cho một hành vi vi phạm, và vi phạm lần đầu, lần thứ hai có thể rút giấy phép ngay, và họ ngăn ngừa. Đợi đến khi người tiêu dùng họ phát hiện ra cái chuỗi hệ thống có vấn đề như Liên Kết Việt và họ phải chuẩn bị một cái vụ kiện pháp lý để đòi bồi thường, thì tôi nghĩ trong thực tế thi hành những cái phán quyết như vậy là rất khó. Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay.
Quý vị vừa theo dõi những hình ảnh từ giải trượt tuyết tự do nằm trong khuôn khổ Free Ride World Tour diễn ra tại khu núi tuyết Verbier miền Tây Nam Thụy Sĩ. Còn bây giờ, chúng tôi mời quý vị cập nhật các thông tin trong nước quan trọng khác. Thưa quý vị, trung bình mỗi năm có khoảng 5 triệu lượt khách Việt đi du lịch ở nước ngoài, tổng chi tiêu ước tính lên đến 6 tỷ đô la Mỹ. Số liệu này vừa được Hiệp hội Lữ hành Việt Nam công bố. Trong những năm gần đây, lượng du khách Việt Nam ra nước ngoài tăng mạnh, ước tính tổng chi tiêu cho các đợt du ngoạn này lên đến 6 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Mức chi tiêu này cao hơn nhiều so với những năm trước đây. Cùng với khoản chi tiêu tăng qua các năm, số lượt khách và nhu cầu đi du ngoạn, nghỉ dưỡng cũng tăng cao. Theo thống kê của một số công ty lữ hành, mức tăng trưởng du lịch nước ngoài bình quân đạt từ 15 đến 25%. Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan là những nơi nằm đầu danh sách về thu hút du khách Việt đến tham quan. Hầu hết các du khách đều cho rằng các địa điểm du lịch trong nước còn nghèo nàn, chất lượng kém, giá lại cao. Trong khi đó, các tour du lịch nước ngoài có nhiều địa điểm hấp dẫn và thường xuyên có chương trình khuyến mãi. Bên cạnh đó, thời gian gần đây, điều kiện đi nước ngoài ngày càng dễ dàng hơn trước. Và tiếp theo sau sẽ là một thông tin về giao thông. Trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày. Vì vậy, theo đại diện Bến xe miền Đông, với nhu cầu du lịch dự báo lượng khách đi lại bằng xe khách sẽ tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách sẽ tập trung vào các tuyến đường có cự ly ngắn và các khu vui chơi giải trí trên các tuyến đường từ thành phố Đà Nẵng, khu vực Tây Nguyên trở vào phía Nam, khu vực miền Tây và nhất là các tuyến đi đến trung tâm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết và Nha Trang. Cũng theo Bến xe miền Đông, giá vé từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai sẽ phụ thu không quá 30% từ ngày 29 tháng 4 đến 1 tháng 5. Các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh Tây Nguyên, từ Ninh Thuận, Bình Thuận đến Quảng Ngãi phụ thu không quá 40%. Tại Bến xe miền Tây, dự báo lượng hành khách đi các tỉnh miền Tây trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 tới tương đương với cùng kỳ năm ngoái. Bến xe miền Tây sẽ tăng cường 60 xe buýt loại 40 ghế vào dịp lễ sắp tới. Các đơn vị vận tải tại Bến xe miền Tây được điều chỉnh tăng không vượt quá 40% giá vé so với ngày thường và thời gian phụ thu trong 2 ngày lễ nêu trên. Sau chiến thắng tại giải đua 3 môn phối hợp ITU World Cup tại New Plymouth, New Zealand vào hôm Chủ nhật vừa qua, nữ vận động viên điền kinh Gwen Jorgensen cho biết mục tiêu lớn nhất của cô sắp tới chính là tập trung vào sự kiện Olympic Rio diễn ra vào tháng 8 năm nay. Jorgensen hoàn thành cuộc đua với thành tích 58 phút 51 giây. Tại Olympic London 2012, cô đã không gặp may mắn khi bị hỏng lốp xe và phải về đích với thứ hạng 38. Giải đua 3 môn phối hợp năm nay bao gồm 750m cự ly bơi, 20km đường chạy xe đạp và 5km chạy bộ. Tay đua Marc Márquez đã chiến thắng tại giải đua MotoGP ở Argentina vào hôm Chủ nhật vừa qua, vươn lên dẫn trước Valentino Rossi và Dani Pedrosa trên bảng xếp hạng với tổng điểm là 41, khoảng cách khá an toàn so với người nhì bảng là Rossi 33 điểm. Tay đua người Tây Ban Nha đã chốt mức về đích với tổng thời gian 34 phút 13 giây. Đây cũng được đánh giá là một trong những thành tích tốt nhất của anh hiện nay. Bên cạnh đó, may mắn có vẻ không mỉm cười với Jorge Lorenzo khi anh bị lạc tay lái và văng ra khỏi đường đua khi cuộc đua mới chỉ vừa bắt đầu vài phút. Cô nữ cầu thủ Mỹ Abb Wambach, người từng là ngôi sao sáng của làng bóng đá nữ đã bị bắt tại bang Oregon vì vi phạm lái xe trong tình trạng nồng độ cồn cao. Điều này đã khiến một người nổi tiếng như cô phải đứng ra xin lỗi người dân trước truyền thông vào hôm Chủ nhật ngày 3 tháng 4 vừa qua. Trong lời phát biểu của mình, cô cho biết sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm và hình phạt mà phía cảnh sát đưa ra, đồng thời cô cũng rất hối hận vì hành động của mình có thể sẽ gây nguy hiểm cho người khác. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Wambach đã ghi được tổng cộng 184 bàn thắng trên tổng số 252 trận đấu. Trong phần tiếp theo của Cà phê Sài Gòn, chúng tôi mời quý vị cập nhật những thông tin nổi bật của thế giới. Hàng trăm quan chức thế giới liên quan đến bê bối tài chính sau vụ rò rỉ tài liệu Panama. Mười hai ngày sau vụ khủng bố, Mỹ cho mở cửa lại sân bay bị đánh bom.